Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Nếu như mà bây giờ đang cần tìm một chiếc xe mà chỉ tầm tiền tầm giá ở trong phân khúc cỡ A, ngang với cả i10, ngang với cả Kia Morning thôi, lại còn đòi hỏi không gian bên trong rộng rãi, thoải mái và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nữa, thì chắc ở trên thị trường xe mới không chiếc xe nào ngoài Mitsubishi Actra của các bạn ạ. Chiếc xe mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024, dịp đầu tháng mới này, và Top Car VN sẽ giới thiệu mức giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự thay đổi mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Mitsubishi Actra. Các phiên bản của Actra đều là nhập khẩu tại Thái Lan. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về mẫu xe giá rẻ này. Actra là một chiếc xe mà thời điểm trước, ngày trước nó đang cạnh tranh với cả Kia Soluto tầm tiền tầm giá ngang nhau. Nhưng mà dạo gần đây thì Kia Soluto gần như là bỏ thị trường rồi, quý vị các bạn ạ. Dòng xe Actra thì vẫn phân phối bình thường, và hiện tại thì nó đang được phân phối với 3 phiên bản cơ bản, 1 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động, quý vị các bạn nhé. Và tại thời điểm này, tại đại lý của mình vẫn đang còn có phiên bản số tự động bản đầy đủ option nhất là xe tồn 2023. Và cái chính sách của nó sẽ là xả tồn thanh lý, anh chị ạ. Vậy thì cụ thể từng phiên bản trong dịp đầu tháng 7 này chính sách như thế nào, khuyến mại quà tặng lăn bánh ra làm sao, mình xin phép cập nhật lần lượt chi tiết để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là Mitsubishi Actra phiên bản số sàn, một cái phiên bản được định hình phục vụ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, không gian rộng rãi, thoải mái, rất tiết kiệm nhiên liệu, tầm tiền tầm giá thì dễ tiệm cận nhất, thì lựa chọn phiên bản này cũng rất là ok. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 380 triệu đồng anh chị ạ. Và hiện tại thì đại lý chỉ bán với mức giá là 339 triệu đồng thôi anh chị nhá. Với mức giá này, xe nhập khẩu cho nên chúng ta không quan tâm về vấn đề thuế. Giá giảm là 41 triệu, thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 380 triệu, ở Hà Nội là 408 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu đồng tròn anh chị nhá. Ở tỉnh là 380, ở Hà Nội là 408, và thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu đồng tròn anh chị ạ. Niêm yết của nó là 380, lăn bánh tỉnh sau khi trừ khuyến mại cũng có 380, có nghĩa rằng không quan tâm về thuế, nhưng mà đại lý cũng ưu đãi giảm luôn 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Có điều là nó quy ra tiền mặt và nó giảm trực tiếp vào giá xe luôn anh chị ạ. Nếu như mà lấy trả góp của Actra phiên bản số sàn này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra là 109 triệu, ở Hà Nội là 137 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 129 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 109, ở Hà Nội là 137 và thành phố Hồ Chí Minh là 129 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Chạy công việc, chạy dịch vụ mà thích đi số sàn thì hoàn toàn có thể lựa chọn với cái chiếc xe này. Tầm tiền tầm giá của nó cũng chỉ ngang với cả i10 số sàn bản thiếu thôi quý vị các bạn ạ. Tiếp theo nữa đó là Actra CVT số tự động bản tiêu chuẩn, quý vị các bạn ạ. Đây là xe sản xuất năm 2024 với phiên bản này. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 460 triệu đồng. Và hiện tại nhá, đại lý đang bán với mức giá xe còn lại là 436 triệu đồng anh chị ạ. 436 triệu đồng cho Actra CVT 2024. Vậy thì với mức giá còn lại như vậy, lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 486 triệu. Ở Hà Nội là 515 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 505 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 486, ở Hà Nội là 515 và thành phố Hồ Chí Minh là 505 theo cái phương án mà chúng ta mua trả thẳng anh chị nhá. Với Actra CVT 2024 này giá niêm yết là 465, mà trong khi đó sau khi trừ đi khuyến mại, đi lăn bánh ở tỉnh của nó còn có 486 triệu, như vậy là cũng đâu đó là 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lăn tăn giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp về cái vấn đề thuế thì với Actra này thì chúng ta không phải lăn tăn, do là chưa cần biết như thế nào, nhưng mà bên nhà máy vẫn duy trì khuyến mại ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe anh chị nhá. Giá niêm yết nó là giá lăn bánh luôn. Nếu như mà lấy trả góp của Actra CVT này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 137 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 166 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 157 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 137, ở Hà Nội là 166 và thành phố Hồ Chí Minh là 157 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp anh chị ạ. Và sang cái phiên bản thứ ba đó là phiên bản là Actra CVT Premium. Bản này thì là xe tồn 2023, thanh lý xả kho mãi vẫn chưa hết quý vị các bạn ạ. Giá niêm yết đề xuất của nó đang
đang là 490 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý sẽ bán với mức giá xe còn lại nhá, 437 triệu đồng thôi. Giá này thì bằng với cả Actra CVT bản thiếu của 2024 mà mình vừa cập nhật, đúng không ạ? 437 lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 489 triệu. Ở Hà Nội là 519 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 509 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 489, ở Hà Nội là 519 và thành phố Hồ Chí Minh là 509 theo cái phương án mà chúng ta mua trả thẳng quý vị các bạn ạ. Thế còn trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 140 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu là 170 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 160 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 140, ở Hà Nội là 170 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp của AT Premium của Actra 2023 này. Vậy thì đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn của Actra trong dịp đầu tháng mới, tháng 7 năm 2024 này, dành đến những anh chị, những khách hàng nào thích một cái chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi, thoải mái, tầm tiền của nó thì rất dễ tiệm cận như thế này. Cần xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế, nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.